từ từ lên, và bây giờ hiện tại doanh thu của tôi đã tăng lên là 46 tỷ khoan rồi. Trước khi gặp BDCA ấy, thì bên tôi nói chung là trà gặp những cái vết đau. Có nghĩa là doanh nghiệp của mình thì không phải là đi lên từ nghề, mà trà mua lại doanh nghiệp của một công ty Hàn Quốc đó, từ năm 2000, cuối 2000 thì cứ thế mua, thì khi người ta chuyển giao toàn bộ doanh nghiệp của người ta cho mình thì mình theo đó mình hoạt động thôi. Thì lúc đấy thực sự cũng có một tí xíu về kiến thức về kế toán, còn về kiến thức về vận hành, về quản lý thì mình chưa có. Thì cứ thế là mình làm rồi, lúc khi về điểm đó thì doanh nghiệp còn nhỏ, doanh thu lúc đó một năm đâu đó khoảng chừng là 24 tỷ thôi, còn công nhân thì khoảng chừng 12 người. Thì kiểu mình thấy vận hành nó một cách rất là dễ dàng. Rồi cứ từ 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 thì công ty nó phát triển lên thì mình cũng vận dụng theo cái lối cũ như thế, là không tuyển công nhân cũng mình, công nhân nghỉ việc của mình, công nhân cãi nhau của mình, rồi đơn hàng, nhận đơn hàng, rồi xếp hàng, rất tật làm mọi các cái là cứ một mình làm thôi. Khi tới khoảng chừng 2 năm sau thì doanh nghiệp nó phát triển lên, thì doanh thu có lên khoảng 49 tỷ. Thì mình không giống thầy dặn nói đó, ốm không ăn ốm. Đó, nó có mà gọi là mất kiểm soát. Đó, biết đúng không, lúc là thời điểm đó là 2016. Thì cũng mất kiểm soát thì có một mình làm từ sáng tới tối, con gái ở nhà thì cứ quan cho giúp việc, sáng mình đi làm con thì cũng còn ngủ, và tối đi về thì con ngủ rồi, mà nhiều khi ôm con luôn, thân con cái mà đưa cả nước mắt. Nhưng mà lúc đó là giống như là ngồi trên nước ngựa rồi thì không thể xuống được, bắt buộc cứ phải đi thôi. Thì đi là rồi đi lang thang trên, gọi là tìm trên mạng xem là có cái lớp nào đó để mà đào tạo cho mình cái kỹ năng như thế nào để mình đỡ vất vả hơn không. Thì mới đi gặp được trên Facebook của quảng cáo khóa hệ quản lý đạo của BDC, thì tôi có vào học. Thì lúc đó là chỉ một mình đi học thôi, sau đó rồi cũng biết à về mình cũng phải làm này làm kia, nhưng mà bản thân thì cũng chỉ có một mình lúc đó gọi là tồn kho ý tưởng, và cũng vẫn là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi đó, và cũng có thể hôm nay tôi đang làm đấy. Thì tới năm 2020 thì tôi đi bây giờ chắc mình phải học lại một lần nữa thôi. Chứ còn nhiều cái mình biết phải làm thế này, nhưng mà biết bắt đầu từ đâu thì mình không biết làm. Bắt đầu tôi lại vào tôi học. Thì khi đó học mình biết, tôi nghĩ ra là mình học chưa đủ, thì phải cho các đội ngũ nhân viên của mình cùng đi học nữa, để về người ta đồng tư duy với mình. Thì khi mình triển khai một cái gì đó thì người ta hiểu. Còn trước kia mình triển khai tới thì mình triển khai xong rồi lại không mình làm. Và mình bản thân tôi lại rất là cầu toàn, nên mình thấy nhân viên làm không được là mình lao vào mình làm hơn, cuối cùng là mình làm cái công việc đó là hoàn toàn là của mình. Thì khi mà tôi cho nhân viên tôi đi học thì về là mọi người đều đồng tư duy cả rồi, và cái thứ nhất, cái quan trọng nữa là khi đi học lần thứ hai thì tôi bị cũng giống như anh Phương nói là giống như cái tinh đào sâu và tôi cũng từ từ. Thì lúc đấy là tôi về tôi biết cách thì là nó trao cho tôi cái công thức đó, biết cách giao việc cho nhân viên của mình đó. Và mình không có lao vào những cái sự vụ đó khi mà mình giao việc nhân viên của mình giao việc thì mình bị giao quyền đó, thì nhân viên của mình người ta sẽ được tôn trọng, người ta sẽ tự tin người ta làm công việc đấy. Và mình giao là không phải mình giao luôn, mà mình giao xong mình đứng đằng sau kiểm tra mình thúc đẩy. Thì nhân viên của tôi là cứ thế là mưa dần thấm lâu, thì cứ thế là người ta làm, có một người một bảng, cái tổ bên nhân sự thì là một người làm, bên nhận đơn hàng một người làm, xuất hàng một người làm. Thì tới hiện tại thì các nhân viên của tôi đã tự động làm hết, và tôi cũng không phải tham gia vào những cái sự vụ như là công nhân cãi nhau, đánh nhau, hoặc là tuyển công nhân ở giới thiếu công nhân đưa lên. Là tôi hầu như bây giờ tôi không biết tên công nhân là những người mà đồng hành với tôi mười mấy năm thì vẫn người cũ và vẫn còn. Nhưng mà vì tôi biết những người mới vô thì thực sự là tôi không biết người ta, nó bởi vì là tôi không phải tham gia những cái sự vụ mà không phải tham gia tuyển gì cả. Doanh nghiệp là tự động hóa rồi đúng không chị? Vâng, các chị hãy hai tay sơ sơ vào nha viện. Như thầy Trọng đã nói thì chúng ta vận động thì sẽ tốt rồi. Tự động hóa doanh nghiệp thôi ạ. Cảm ơn. Hai tay lên bàn bên cạnh tự động hóa doanh nghiệp thôi ạ. Cảm ơn. Cảm ơn thầy chị rất là nhiều, và cảm ơn những chia sẻ của chị Trà. Khi mà tôi học BDCA thì có động lực, tức là có động lực từ về để mình truyền đạt lại cái kiến thức cho nhân viên. Cái động lực thứ hai là động lực từ cái đội ngũ, từ những cái đồng đội của các học viên từ BDCA. Khi mình vô lên có cộng đồng, khi mình tham gia về mình hoạt động công ty mình trong quá trình chuyển đổi, thì có cái điều gì khó khăn thì mình alo lên, thì mọi người đều là
ai biết gì thì chỉ nấy. Cậu đã xây dựng văn hóa doanh nghiệp như thế nào, các bước làm sao, tôi đang gặp khó khăn này, cậu hỏi lên thì mọi người đều là tới hỗ trợ cho mình. Mình biết cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp, kể cả cái profile của công ty, tôi chẳng biết profile là gì hết. Nhưng mà khi mà vào cái như ấy học thì biết là mình phải làm cái đó. Thì để khi mà mình tiếp cận khách hàng thì để khách hàng mới biết là công ty mình hiện tại là năng lực như thế nào. Thì đó thì tất cả các đội ngũ kinh doanh đều là hỗ trợ cho người ta làm những cái gì đấy. Và cái điều quan trọng nữa là có quy trình. Khi thầy Phạm hướng dẫn thì tôi biết cách là truyền lại những cái kiến thức cho nhân viên của mình, thì ta sẽ từ từ làm những quy trình làm việc. Đó, từ câu bắt đầu cái nào và ta có tìm làm được những tiếp cận sau. Từ câu kết thúc thì đó thì những cái mà tôi tâm đắc. Doanh thu của tôi hiện tại thì từ lúc đầu cách đây 10 năm doanh thu khoảng chừng 24 tỷ tăng từ từ lên, và bây giờ hiện tại doanh thu của tôi đã tăng lên là 46 tỷ một năm rồi. Tức là lúc mà chưa có đi học á thì nghĩ là mình làm như vậy là được rồi, đã đủ rồi. Nhưng mà khi vào đây làm thì có mọi người thúc giục nhau, mọi người cùng làm thì mình có động lực hơn. Đó là cái đầu của mình luôn luôn phải là suy nghĩ. Thì bây giờ mình không có tham gia những phục vụ của công ty nữa, bây giờ mình từ từ mình giải phóng ra khỏi những cái sự vụ đó rồi, thì mình có cái tầm nhìn xa hơn và có cái những cái gọi là cái tư duy hơn để mình phát triển doanh nghiệp của mình. Thì đó là cái mà thành quả mà tôi nhận được.